Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Tiếp tục là những hành trình của bộ phận giao hàng đến với vùng đất thủ đô Hà Nội. Ở ngày hôm trước thì Ngọc Gia Ban đã bàn giao cái chiếc ghế mới tinh nguyên thùng cho anh Nghĩa ở tại quận Bắc Từ Liêm. Và trong video ngày hôm nay thì bộ phận giao hàng của Ngọc Gia Ban có mặt ở tại huyện Mê Linh để bàn giao cái chiếc ghế massage nội địa Nhật SKS 5500. Với mỗi chiếc ghế massage nội địa Nhật và cũng như là với mỗi đơn hàng của Ngọc Gia Ban, bên cạnh đó lại có những cái câu chuyện rất là ý nghĩa. Có những vị khách hàng khi mà mua ghế tại Ngọc Gia Ban lại tìm hiểu qua những video từ 2 đến 3 năm sau đó là mới quyết định mua một chiếc ghế, cũng giống như là bác Khang ở bên Bình Lục, Hà Nam. Và có những cái đơn hàng thì lại là những món quà mà người con dành tặng cho cha mẹ, có những món quà lại là những người đồng nghiệp dành tặng cho nhau. Nhưng mà với đơn hàng ngày hôm nay lại là một cái câu chuyện rất là ý nghĩa đối với Ngọc Gia Ban và cũng như là đối với anh Bàn, một trong những vị khách hàng đã sử dụng cái chiếc ghế SKS 5500 trước đó của Ngọc Gia Ban. Thì anh Bàn hiện tại đã sử dụng cái phiên bản SKS 5500 của Ngọc Gia Ban cách đây tầm 2 năm. Và trong cái quá trình mà sử dụng thì anh cảm thấy từ về sản phẩm, về chất lượng và về dịch vụ, cũng như là về thái độ phục vụ của nhân viên, anh cảm thấy rất là hài lòng. Và trong quá trình 2 năm anh sử dụng thì ngày hôm trước là có cô Thảo, cô ấy đã trải nghiệm cái phiên bản này. Và cũng như là khi mà cảm thấy phù hợp thì trong cái việc mà cô Thảo muốn lựa chọn một cái chiếc ghế thì không cần phải trải qua cái quá trình là 2 đến 3 năm tìm hiểu qua những video hay là phải thông qua cái sự trải nghiệm trực tiếp tới cơ sở của Ngọc Gia Ban, mà thông qua lời giới thiệu của anh Bàn, đó chính là những cái lời uy tín và cũng như là cái sự niềm tin mà anh Bàn đã đặt cho Ngọc Gia Ban trong thời gian vừa qua khi mà anh đồng hành cùng với Ngọc Gia Ban. Thì với mỗi cái câu chuyện ý nghĩa, bên cạnh đó cũng có những cái câu chuyện lắp đặt rất là thú vị. Thông thường là những cái chiếc ghế massage nội địa Nhật lắp đặt ở vị trí cầu thang thì là phần mặt ghế sẽ quay ra bên ngoài và cũng như là phần lưng ghế sẽ quay về bên trong. Nhưng do thiết kế và cũng như là do không gian ngôi nhà của cô Thảo là thiết kế phần tivi ở bên trong nên là chiếc ghế ngày hôm nay thì sẽ đặt phần lưng ra bên ngoài và cũng như là phần mặt ghế vào bên trong để cho gia đình cô Thảo trong cái quá trình sử dụng có thể là vừa xem tivi và có thể là vừa sử dụng ghế. Và sau khi đã hoàn thiện cái công việc lắp đặt và công việc cuối cùng đó chính là hướng dẫn cho khách hàng. Ngay lúc này thì bạn Cường, bạn ấy đang hướng dẫn cho cô Thảo trong cái việc là sử dụng cái chiếc ghế massage nội địa Nhật như thế nào thông qua hai cái bản dịch tiếng Việt. Khi mà cô Thảo mua ghế tại Ngọc Gia Ban sẽ được tặng kèm hai bản, và cũng như là hai cái bản này nó sẽ được tối ưu nên là trong cái việc sử dụng nó cũng sẽ đơn giản và dễ dàng hơn rất là nhiều. Và cũng nhân tiện trong đơn hàng ngày hôm nay, Ngọc Gia Ban gửi lời cảm ơn tới anh Bàn, gửi lời cảm ơn tới cô Thảo và cũng như là gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể đại gia đình luôn có một sức khỏe tốt, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài phát lộc, luôn là người bạn đồng hành vững chắc cùng với Ngọc Gia Ban trong những chặng đường sắp tới. Cảm ơn anh Bàn và cảm ơn cô Thảo rất nhiều.